Hello các bạn nha. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái ứng dụng có tên là AutoLead. Nghe đến từ Auto thì các bạn sẽ hiểu nó như thế nào vậy ha. Nó sẽ tự động lead thay thế cho mình. Ví dụ như các bạn muốn farm một tin nhắn nào đó nha, thì các bạn chỉ cần bật ứng dụng lên và thiết lập, ứng dụng sẽ tự động nhắn tin thay cho mình. Ok, và để cho các bạn hiểu hơn thì bây giờ mình sẽ tải ứng dụng về và làm mẫu cho các bạn xem thử nha. Đầu tiên thì các bạn vào CH Play hoặc là App Store. Sau đó các bạn tìm ứng dụng tên là AutoLead. Để các bạn tải ứng dụng này về nhé. Tải xong rồi, mình vào luôn nha. Ứng dụng này cần dịch vụ hỗ trợ, trợ năng, ok. Các bạn bật AutoLead này lên nha. Sau khi cấp các quyền truy cập cho ứng dụng AutoLead xong rồi thì bây giờ mình bắt đầu vào thử cho các bạn xem nha. Đây là chế độ một mục tiêu. Nếu các bạn muốn auto được nhiều điểm thì các bạn chọn chế độ nhiều mục tiêu ở phía dưới này nha. Bật lên ở đây. Bật lên xong thì các bạn thoát về màn hình chính. Rồi chọn vào điểm mình cần muốn auto. Để mình vào Zalo soạn tin nhắn thử nha. Các bạn chọn vào dấu cộng ở đây. Nó sẽ xuất hiện ra một cái nút và đánh dấu là số 1. Các bạn di chuyển nó về điểm mình cần auto. Sau đó các bạn chọn vào dấu cộng tiếp tục. Nó sẽ ra theo số thứ tự lần lượt từ số 2 rồi đến số 3. Các bạn cứ bấm vào dấu cộng ở đây thì nó sẽ ra thêm nha. Mình sẽ thử cho nó auto soạn tin nhắn từ AutoLead. Các bạn xem đã nha. Do lúc mình bật cái này lên thì cái điện thoại của mình bị lỗi không thể quay màn hình được, nên mình phải quay bằng cái cam hành trình này. Bởi vậy các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình, giúp mình có thêm động lực để mà đầu tư thêm thiết bị xịn hơn xíu nha. Các bạn chọn phát ở chỗ này. Xem thử kết quả nào. Có đoạn này không bị lỗi nên mình up lên cho các bạn xem luôn nè. Chúc các bạn thành công nha.